Kim Mai xin chào hết cả nhà nha. Bữa nay Kim ra thu hoạch rau thơm. Rau thơm, ồ, rau quế nha. Rau quế. Rau quế của Việt Nam mình. Hey. Chào cả nhà. Chị cho chúng mưa nè. Rau. Hái rau ha. Bữa nay hái rau thơm. Dạ. Rau sao nó bự. Wow, lá bự quá. Hai. Nhiều quá. Cái này vừa ăn vừa bỏ. Không có ai ăn phụ. Nhiều quá. Nhiều quá. Đó. À, rau thơm. Rau quế gì đâu mà nó bự quá trời bự ta. Rau quế, rau thơm, rau gì nữa mở ra coi lại này. Cho nhà mình xem nha. Là cầm hơi đây. Cho cái mắt xem nè. Dịnh dịnh dịnh. Rồi. Ngò gai đó. Ngò gai. Ngò gai. Rau húng lũi hả? Húng lũi. Húng lũi chưa? Đó gì ta? Vừa lặt cũng mệt. Ôi, tới thời. Nhiều quá lặt cũng mệt luôn. Lặt cũng mệt. Té xỉu. Thôi, này chắc cũng đúng. Rồi, sao hái vô em? Hái tí tô nữa chứ. Tí tô. Tí tô hái vô bỏ vô cái xô thôi. À vậy. Dưa gan nè, dưa gan của mình đó, cái trái anh nè. Thu hoạch nè, rồi chi tô hả? Giờ Kim thu hoạch rau tí tô. Đây. Này, nấu vô đây lẩu dê hả? Lẩu dê, nấu lẩu dê ăn lá tí tô cũng được. Thơm chứ. Có người ăn, có người không ăn. Mà mình ăn mà thấy thơm. Bây giờ cho nó thơm thơm. Rau gì nữa đó, rau rau má nữa, có người chỗ ăn rau má nữa. Thu hoạch rau tía tô. Ê, hái cà cua cho bà quen mấy rồi. Chỉ về chỉ chồng hả? Đủ chưa? Đủ qua. Đủ em rồi. Nhiều quá, lặt cửa mệt. Nhiều quá, không hết bỏ cũng vậy. Cho có mùi trong sông hết chứ. Đi rút ra một rổ rau quá trời. Một rổ rau. Thấy bịch ha. Cái bịch hả? Cái bịch đấy.
lấy cho. Đi chợ. Bịch đỏ hả? Bịch đỏ đi nè. Bịch đỏ, bịch đi chợ. Tìm hái cá cần cua. Nhổ gốc á. Bên kia kìa, bên ngay chỗ máy sưởi, máy lạnh á. Nó lạnh nên mà đây nè, quá trời nè. Chắc trong đây là đủ rồi đó. Trong cái khu vực này lấy luôn, lấy gốc luôn, chỉ lấy gốc mà. Dạ. Lấy gốc cho chị giật lên kệ mà chỉ cần quá mũi á, chị có cần gốc không? Quá. Hả? Cái cực quá ta. Ừ. Dễ ăn đâu. À, ai thấy dễ đâu nè. Giờ nó lên lùi 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 quá trời. Chưa tính có sâu hay không nữa. Mà sâu nữa cũng sợ quá. Cái nó lạnh hay hầu lắm. Nó lạnh chạy nó hơi ồn. Nó hơi bị ồn. Quay vòng vòng cho cả nhà mình xem vườn rau của mình. Vườn rau của Kim. Vườn rau của mình. Kim trồng. Không phải mình trồng.
cua, bịch rau càng cua. Trời quá trời. Thôi đủ rồi. Ok. Nhớ. Chừng đó đi. Ừ. Có gì không? Bông. Bông. Rồi tối nay mưa này xong rồi phải đi. Tháng giờ này xong rồi. Thôi rồi, được rồi. Nhiều quá. Đó. Nhà hái càng cua tốt ghê, trồng mà nó không mất phân cho vậy mà tốt ghê, không trồng luôn hả, cho bà chị bạn. Bye bye cả nhà. Chào bữa. Con chủ nghèo quá trời quá đất. Giờ vô lạc cũng mệt xỉu luôn. À. Xin cảm ơn cả nhà đã theo dõi cái video của gia đình nhà mình. Bye bye cả nhà. Bye bye. Bye bye. À, thu hoạch rau. Rau thơm, bữa nay rau thơm.